Chào bà con, thì hôm nay em lại đi thăm vườn nha bà con. Thì hổm rày bà con, thì tình hình mưa nó đã giảm rồi, thì hổm rày cái khu vực của em á thì bắt đầu nó nắng lên, nhắc 2 3 bữa nay nó nắng rất là dữ nha bà con. Thì là một số cây sầu riêng nó sẽ xảy ra cái hiện tượng nó rụng lá vàng, rụng lá cháy đi ha, nhưng mà đọt nó vẫn đi bình thường. Còn có một số cây á thì nó do cái dàn lá yếu bà con, lá nó cháy nhiều nên nó khi mà cái cây mình nó rụng lá nhẹ vậy nó sẽ bị xảy ra cái tình trạng là khô đọt nha bà con. Thì hôm nay sẵn quay vào vườn thì quay để chia sẻ cho bà con cách khắc phục ha, khắc phục làm sao cho nó cây mình sầu riêng mình nó mau khỏe. Thì bà con cũng thấy rồi đó, thì cây sầu riêng này á khi mà thay lá vẫn đi đọt bình thường nha bà con ha. Bà con để quay cái gốc nè bà con ha, bà con thấy lá cũng rất là nhiều, là do là hổng gà mưa nhiều đâm rồi nắng gắt lại thì cây sầu riêng của mình nó sẽ xuất hiện hiện tượng là nó sẽ thay lá nha bà con, nó sẽ rụng những lá già nè, lá cháy đi. Cái cây khi mà sầu riêng nó thay lá thì đọt nó vẫn đi bình thường. Thì cây những cái cây mà sầu riêng á thì cái bộ rễ nó khỏe nha bà con, và cái dàn lá nó tốt thì nó sẽ ít ít xảy ra tình trạng là khô cái đọt của sầu riêng lại, tại vì bộ rễ nó khỏe ha. Và khi bà con lưu ý một điều á là khi mà phục phun, khi mà cái sầu riêng mình bà con khi mà nó đã rụng lá rồi, nó rụng những lá vàng nó cháy đi rồi bà con, thì bà con có thể phun dưỡng lại bình thường không sao cả, nhưng mà đọt đi bình thường ha, bình thường vậy thì bà con cứ phun dưỡng bình thường. Nhưng mà con lưu ý một điều á là khi phun dưỡng á thì nên cộng thêm một số dòng chung mùi lượng thêm để cho là nó làm cái lá của mình, cái cây của mình nó mau khỏe hơn, và sẽ làm cái dàn lá của mình nó xanh hơn, cái nó dày hơn nha bà con, để cây mình nó mau lại sức. Thì bà con thấy không, là cây dưới nó cũng rất là nhiều nè ha, rồi là cái thay lá. Khi mà nó xảy ra hiện tượng vậy thì cái sầu riêng mình vẫn bình thường không sao cả nha bà con. Bà con thì cứ như mà con lưu ý một điều á thì phan hãy rải phân ha, nên mình tưới một số dòng kích rễ trước để cho cây mình nó mau khỏe nha bà con. Thì kích rễ ở đây bà con có thể dùng một số dòng như là huyết mỹ cũng được, hoặc là một số dòng hữu cơ tưới đó bà con, cho cây mình nó mau khỏe lên nha bà con, tưới đặn cho nó kích rễ ra thêm cho cây mình nó mau lại sức. Đó là mình phun ngừa tốt á, thì bà con thấy cái vườn này á thì nó không có bị cháy nhiều nha bà con thấy không ha, cái lá là không một lá cháy luôn, và lá đọt cũng rất là to. Thì lúc nào em cũng kêu nhà vườn á là nên phun ngừa trước nha bà con, để khi mà cái dàn lá của mình nó đi bệnh rồi á, thì ví dụ như là cháy lá hiện chỗ cái chớp này nha bà con, thì bà con phun á thì nó sẽ lan vô một khúc nữa nha nha bà con. Thì nữa những cái lá này á gặp nó ngấm gắt rồi nó mưa lại á, thì nó cũng sẽ rụng nha, đâm ra nếu mà con không có phun kịp thời á nó bị cháy nhiều á thì cây sầu riêng của bà con á, nó sẽ rất là suy. Thì đây nha bà con thấy là thì đây là cây sầu riêng mà nó bị rụng lá nhiều nha bà con, do là cháy lá với cái bộ rễ yếu nha bà con. Thì đây là lý do tại sao mà khi bà con á, thì cây sầu riêng của bà con á khi mà bà con thấy nó cháy lá rồi mà bà con phun hoài mà đợt nó dặn thì gai khúc nó đen lại, gai khúc nó đen lại, nó khô đọt lại nha bà con. Những cái cây này á thì bà con lưu ý một điều á, khi mà gặp hiện tượng như vậy á thì nên là chạy ra tiệm mua thuốc liền, tưới kích tưới trị bệnh rễ liền cho mình em. Đây bà con lưu ý một điều á, do là cái bộ rễ của cây sầu riêng của mình á, như trong cây trong hình này nè, cây trong video nè, là cái bộ rễ nó rất là yếu, đâm ra khi mà cái dàn lá của nó bị cháy rồi á thì gặp nắng gắt này nè thì nó sẽ xuất hiện cái hiện tượng á là rụng lá rất là nhiều, thì nó bộ rễ ở dưới nó cũng đã suy thêm rồi. Thì bà con xịt hoài á thì nó cây sầu riêng của mình á nó vẫn bị cháy hoài, nó bà nó rụng lá rất là nhiều, và đặc biệt nó khô đọt, nó rút cái nhánh rất là nhiều cho bà con. Thì bà con khi mà gặp hiện tượng như vậy á thì bà con lưu ý một điều á là nên tưới trị bệnh rễ trước rồi kết hợp phun thêm lên trên nha bà con, thì cái cây sầu riêng mình nó khỏe lại thì nó mới mau lại sức lại, thì nó mới hết cái hiện tượng là cháy lá và nó khô đọt nha bà con. Chứ bà con cứ phun hoài mà không có trị cái bộ rễ dưới á thì bà con thì nó cũng sẽ nằm liền như vậy hoài. Và thời điểm này á bà con á nên tưới, như mình bị những trường hợp này nè thì bà con nên tưới trước ha bà con, tưới thuốc bệnh trước chứ đừng có tưới kích rễ, tại tưới kích rễ bây giờ nó không có tác dụng gì đâu, bà con cứ tưới thuốc bệnh giùm em ha. Thì tưới thuốc bệnh á thì bà con có thể dùng một số loại dọc như là Hevot cũng được nè ha, thì nó đặc trị nấm vi tốt ha, thối rễ nè, xì mủ khô cành vàng lá. Thì một chai này á bà con phun cho 1 lít này á, là cho 200 lít nước ha. Thì một cây có một như là cây bây giờ bà con tưới từ 8 đến 10 lít cũng được. Thì nếu bà con tưới ngựa thì một chai Hellfrost này á bà con tưới cho là 400 lít nước, còn nếu như mà cây bị bệnh á thì bà con chỉ pha cho 200 thôi nha bà con. Vì khi bà con tưới khoảng 7 đến 10 ngày á thì cây sầu riêng của mình nó khỏe, khi bà con thấy là cây sầu riêng của bà con nó đi đọt rồi rồi thì lúc còn có, thì bà con có thể tiến hành kích rễ nha bà con.
Và cũng chia sẻ bà con thêm một điều như vậy. Thì cái vấn đề tưới nha bà con, thì bà con lưu ý một điều á, nên là những tháng nắng này á, nếu nắng lên nhiều á, bà con nên tranh thủ tưới là tưới buổi sáng nha. Còn như bà con không có thời gian thì tưới buổi chiều vẫn được. Nhưng bà con lưu ý một điều á, là khi mà tưới buổi chiều á, thì đừng nên xối lên cây sầu riêng của mình nha bà con. Thì có một số như là cây nhỏ vậy thì bà con có một số bà con là sẽ tưới lên xối lên cây sầu riêng mình cho sầu riêng mình nó mát ha. Nhưng mà làm như vậy thì không nên nha bà con. Tại vì như bà con xối như vậy á, thì sầu riêng nó mình á thì ban ngày nắng gắt rồi, và buổi chiều bà con xối nước vậy á thì sầu riêng mình nó bị sốc, nó sẽ rụng lá nhiều hơn, và nó khi mà tối á thì cái độ ẩm nó cao nữa thì bắt đầu thì nó sẽ xảy ra hiện tượng nấm mình nó phát triển rất là mạnh nha bà con. Thì cái sầu riêng mình sẽ rụng, nó bệnh dễ cháy lá nhiều hơn nha bà con. Đó là tại sao có một số vườn cây á, đặc biệt là vườn tơ á bà con, thì có một số chủ vườn là tưới là xối lên cây luôn, thì càng tưới nó càng càng xối lên cây á, thì nó cày càng cháy lá nhiều hơn nha bà con. Thì bà con lưu ý việc đó, tưới tưới á, thì tưới buổi sáng thì xối bên cây bình thường không sao cả, còn nếu mà tưới buổi chiều thì đừng nên xối lên cây nha bà con. Còn lưu ý việc đó, cái này nó cũng thay lá nha bà con, thay lá nó cũng rất là nhiều ha, nhưng mà đọt giống đi bình thường thì bà con đọt đi bình thường thì bà con cứ phun dưỡng và sâu bình thường, tưới rễ bình thường nha bà con, không cần phun tưới thuốc bệnh gì hết. Có những cây mà nó rụng lá nhiều, nó khô đặc nhiều thì bà con cần mới cần tưới nha, để nó tiết kiệm chi phí cho bà con. Còn bà con nào mà muốn tưới ngược thì vẫn được, tưới ngược thì càng tốt, cây mau khỏe chứ không có gì hết nha bà con. Nha bà con thấy đọt đi rất là đều nè, đây đây là cái sầu thái nha bà con, là lá rất là bự nha, nở rất là to, đọt đi rất là mập luôn nha bà con. Thì đây thì đây là cái con gầy phấn trắng nha bà con, con gầy nhảy thì mình ghi là con gầy nhảy nha. Thì bà con lưu ý một điều á, thì khi mà ở cái đọt này ha, cái đọt này nè bà con, thì gầy nó xuất hiện trong vườn mình mật độ rất là cao, thì bà con phun gầy với một số loại gầy mạnh nha bà con, như là gầy Lancer hoặc là gầy ba đăng cũng được, phun ở cái giai đoạn đầu á thì để nó diệt, nó quản lý gầy trong vườn mình nó hiệu quả nha bà con. Để cái cơ này mà tháng nắng mà con mà để gầy nó đánh thì rất là uổng nha bà con, cơ này rất là đẹp nha bà con. Đây là mấy anh siêu nhân nha. Thì hôm nay cũng xin kết thúc video đây nha bà con, hẹn gặp bà con ở video sau nha, bye bye bà con.